Sản phẩm tiếp theo tôi muốn giới thiệu anh chị đó là một cái mặt dây tiếp theo, mặt dây trái tim kim cương tự nhiên và sử dụng đá xi chin. Khối lượng của mặt này là 0,7 chỉ và 18K750 và có 22 viên kim cương tấm 1 ly 9. Ở bên xi chin chúng ta nặng 3,93 carat. Mã sản phẩm là 3895. Đây ạ, đây là sản phẩm của chúng ta, sản phẩm hoàn thiện. Sản phẩm này hình như làm cho chị Thảo ở quận 5 đúng không? Được, chị Hạnh. Chị Hạnh à? Chị Hạnh mà ngày xưa chị làm một cái nhẫn vỏ đúng Không, chị làm những ruby hơn 100 triệu. Thế còn cái chị làm vỏ nhẫn là làm cái ruby cho chồng đúng Không, chị chưa chốt được mẫu. không? Chốt mẫu. Thế còn cái nhẫn sapphire xanh? Sau khi sách thì chị thứ hai chị chuyển tiền. À ok. Chị ở Sài Gòn gì? Vâng. Phú Nhuận. Đây là cái giám định của cái sản phẩm nhá, xi chin tự nhiên và thạch anh vàng tự nhiên. Tiếp theo chúng ta có cái kiểm định của viên đá. Ở đây chúng ta đang có cái gì đây ạ? Chúng ta đang có cái sản phẩm này và chúng ta có video anh chị nhá. Chúng ta sẽ bật video để xem. Đây là chi tiết sản phẩm. Tôi đã luồn thêm một cái sợi dây vàng trắng vào để cho anh chị xem luôn cụ thể tại chỗ. Kim cương thì rất là rực rỡ. Ở cái phiên bản này thì chúng ta làm cái viền kim nó sẽ sát với cái viên đá chủ anh chị nhé. Thì chúng ta còn thêm một cái cách nữa là chúng ta sẽ làm viền kim nó rời ra, thì nó sẽ làm rộng cái mặt dây ra để tùy theo cái nhu cầu và theo cái điều kiện của sản phẩm. Và đây là tôi thấy là anh Hải anh ấy chưa có biện pháp để anh ấy bản vẽ cho tôi đấy. Tôi chưa thấy đâu đấy. Đây là mã 3895. Tôi sẽ search 3895 trên website sẽ có gì không nha. 3895. Trong khi bản vẽ đang tìm thì chúng ta sẽ bật Matchit. Đây chúng ta có 3895 ở đây rồi. Rồi được rồi bạn ơi. Kép đi, xong bạn đã tìm được dữ liệu rồi. Open file 3895. Rất nhiều mã. Giờ đợi chờ cái matchit nó ra, chưa thấy đâu. Đây rồi. Thắng gọi hộ Hải về cái thôi. Hải ơi, cái 3895 cái bản vẽ đâu?